thôi được cái bèo này tới ngay đây đi để khỏi mất công xử lý một bên. Muốn để tới đây cũng được nhưng mà nhích nhích chân chút thì nó có phần bèo ở dưới nữa đúng không, mình trừ ra. Tôi nghe đường bèo thì cái này nó sẽ nối với thân sau, thì đường bèo nó thân sau phải tiếp ở đây đúng không, để cho đi tiếp đường bèo. Rồi phần này là bỏ, phần bên này là bỏ thì cắt bị bỏ đi. Cái này là bèo nên mình sẽ phải tách đúng không, tách để nó ra được cái độ xè xè. Rồi hai cái bên này nó muốn triệt tiêu á thì triệt tiêu qua hai bên sườn, ví dụ này cắt đi một phân, bỏ bên này đi, cắt một phân bên đây, được lại bên đây, là bỏ phần này đi. Bên này cũng vậy, như bình thường thì cũng bỏ bên thân trước á, thì có bên một phân cũng cắt luôn cái sườn cũng được. Lực miếng này miếng này là giục luôn rồi ha. Rồi gã ra mình cứ canh cái khoảng cách này nó hơi hơi bằng nhau, không cần chính xác quá đâu. Rồi nếu mà nó chồng nhau thì về cơ bản là mình tách ra miếng khác được. Ví dụ này bắt buộc phải đã đường may đây thôi. Tới đây là phải đá ra thêm một chút nữa, đây cũng vậy, chỗ này sẽ nối với chỗ bên này. Rồi mình sẽ ra cái bèo để khớp vô chỗ này. Rồi còn miếng phần sau thì cũng giống với làm hồi nãy đúng không, ở đây có cái hình chữ nhật. Rồi thì tương tự làm rập lúc nào cũng vậy, sẽ có cái phương pháp mình ngồi mình tách rã, hay là mình có thể vẽ thẳng luôn. Thì cái này vẽ bèo thì nó khá là căn bản. Thì như mọi người thấy cô ngồi cô tách một hồi, nó sẽ ra giống như mình sẽ có nhiều hình tròn nhỏ giống như mấy cái bánh donut á. Tại cái này tách nó hơi lẻ số là nó không ra được nguyên hình tròn, chứ nếu mình thêm chút nữa là này ra nguyên hình tròn đúng không? Cái này cũng vậy, nó sẽ ra hình tròn. Cái đằng sau này cũng vậy, hồi nó cũng ra hình tròn, nó giống như nhiều hình tròn xếp lại với nhau. Thì từ đó mình thấy là mình muốn làm bèo thì mình sẽ làm những hình tròn nhỏ mình xếp lại với nhau, mình không có cần ngồi quan tâm tới số đo lắm. Mình cứ may hết nguyên dây lại xong mình ráp nó vô, nó dư miếng thì mình xén. Thì để vẽ bèo có hai cách, một là vẽ hình tròn, hai là vẽ hình xoắn ốc. Vẽ hình tròn thì là cái form bèo của mình nó sẽ đều hơn, cái độ rũ là nó sẽ bằng nhau. Từ chỗ này đến chỗ kia là bằng nhau hết. Ví dụ như này đi, cái bèo này của mình
bán kính nó trên đại thật là 12 phân đi. Thì cô sẽ vẽ một cái hình tròn, nhiều hình tròn. Ví dụ như cái lai bèo này của mình là khoảng 6 phân, ngoài đời thật là cũng 12 phân. Cô sẽ vẽ nhiều hình tròn. Không, mời cô cắt nó ra, cắt ngay đây, cắt ra. Thì cái này tại mình tách trước rồi mình biết là hai hình tròn là dư sức rồi đúng không? Dư sức cái bèo này. Ví dụ thêm cái thân sau nữa cùng lắm thêm một hình tròn nữa. Đó là bảo đảm ba hình tròn là đủ nguyên cái bèo của cái chân mẫu chân váy này. Thì cái đập của mình sẽ gồm có cái gì? Có miếng này, miếng thân sau cắt ngắn tới đây. Xong rồi ba cái hình tròn để ráp bèo. Thì mình ráp bèo vô, mình ráp lên tới đây thì lúc đó mình bắt đầu xén cái lai chỗ này cho nó nhỏ dần lại. Rồi ra bèo. Thì đó, cái này bèo tròn thì như mọi người thấy là đổ nó sẽ bằng nhau. Ở đâu nó cũng sẽ đổ đều đều như nhau, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nhược điểm là thứ nhất là tốn vải. Với lại thêm một cái nữa là mọi người sẽ thắc mắc là mình vẽ cái bán kính là bao nhiêu đúng cho đủ đúng không? Ví dụ cái này mình đã tách ra sẵn rồi thì mình biết là bán kính của nó là khoảng nhiêu đó. Còn giờ mình không muốn tách, mình lùi tách thì sao? Thì là mình làm đại, tại đó là bèo mà kiểu như đủ nhiều hay đủ ít là do cảm nhận của mình. Thì mình làm quen mình sẽ biết, ví dụ mình biết đó là cái hình tròn đó, với lại tùy số vải mình có nữa ha, đúng rồi mình phải canh. Ví dụ mình biết đó là cái bèo mà đường kính là 12 phân đó, thì độ rũ nó như thế nào, thì mình vô cái váy đó mình sẽ vô cái bèo mà đường kính 12 phân. Ví dụ mình muốn rũ nhiều hơn, nhưng mà thường á thì cái hình tròn nhỏ hơn, cái tâm hình tròn nhỏ hơn đó, nó sẽ cho ra cái bèo rũ nhiều hơn. Giống như chân váy vậy đó, hồi mình vừa vẽ chân váy mình biết nó cũng... Tải này đi, tưởng tượng mọi người cũng một hình tròn này, cô mà tách nhiều hơn á, ví dụ cái này á, cô mà mở nhiều hơn á, thì cái độ cong nó sẽ nhiều hơn đúng không? Sẽ ra cái hình tròn nó nhỏ hơn. Thì đó, thường á hình tròn càng nhỏ, hình tròn bên trong càng nhỏ thì cái độ rũ nó sẽ càng nhiều. Rồi, vậy đi. Cách thứ nhắm. Rồi cách thứ hai.